Thưa quý vị, ngày 17 tháng 11, sau một thời gian dài tạm ngừng các chuyến bay thương mại để phòng chống dịch COVID-19, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay thí điểm đầu tiên đón khách quốc tế từ Seoul, Hàn Quốc về Đà Nẵng. Để tham gia chuyến bay thí điểm này, hành khách cần đáp ứng các điều kiện gồm hộ chiếu vaccine, chứng nhận tiêm chủng vaccine hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 theo quy định. Kết quả xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi bay, có vé quay lại nơi đi cũng như đã hoàn thành khai báo y tế. Sau chuyến bay này, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục có nhiều chuyến bay đến 5 địa điểm đã mở cửa thí điểm đón du khách quốc tế gồm Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Vietnam Airlines đang tích cực phối hợp cùng các công ty lữ hành, cơ quan quản lý du lịch đẩy mạnh phát động khách tại những thị trường quốc tế trọng điểm như Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, châu Âu, Úc đến Việt Nam du lịch thăm thân. Cũng trong ngày hôm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành du lịch tỉnh chuẩn bị đón 3 đoàn khách với 330 khách du lịch quốc tế đầu tiên trở lại Quảng Nam sau gần 2 năm đóng băng. Đoàn khách đầu tiên đến từ Incheon, Hàn Quốc trên chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Những hành khách đầu tiên lưu trú và thực hiện các biện pháp phòng dịch tại Hội An. Dự kiến trong ngày hôm nay, chuyến bay quốc tế thứ hai tới Đà Nẵng sẽ có 100 khách, chuyến bay thứ ba vào ngày 25 tháng 11 với khoảng 200 khách. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai hiện có 300 doanh nghiệp đang cần tuyển gần 50.000 lao động với thu nhập khởi điểm từ 6 đến 8 triệu đồng mỗi tháng. À, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hầu hết là lao động phổ thông, tập trung ở các ngành nghề như dệt may, giày da, điện tử. Dù nhu cầu lao động ở Đồng Nai rất lớn, song hiện nay nguồn cung không đáp ứng đủ. Để thu hút công nhân, các doanh nghiệp đưa ra chính sách hỗ trợ tiền đối với lao động mới vào làm việc, tăng các khoản phúc lợi, đồng thời thực hiện tốt chế độ lương thưởng. Đồng Nai cũng đề đề ra chính sách ưu tiên tiêm vaccine cho lao động đến tỉnh làm việc, hỗ trợ tiền đối với lao động ở trọ. Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến hết ngày 16 tháng 11, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 805 đơn vị với trên 152.000 lao động tại 57 tỉnh thành, đường tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho hơn 2,47 triệu lao động của 64.900 đơn vị sử dụng lao động tại 63 tỉnh thành phố để hưởng các chính sách trong số này có trên 1,76 triệu lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 58.508 đơn vị, 470.800 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng một người của 4.872 đơn vị, trên 3.600 lao động của 32 đơn vị được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã giải quyết cho gần 11,78 triệu lao động, trong đó đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là gần 11 triệu người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 785.000 người với tổng số tiền hỗ trợ hơn 28.000 tỷ đồng.